À, xin chào các bạn à, thường thì cái vấn đề bồn cầu bị tắt đang là một vấn đề mà khá là nhức nhối cho tất cả các hộ gia đình và thông thường thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái bồn cầu bị tắt nhiều đó chính là vấn đề chúng ta sử dụng giấy vệ sinh nó không có đúng cách và chúng ta chọn những cái mẫu giấy vệ sinh nó không có đảm bảo chất lượng và nó có cái độ uh, phân hủy trong nước nó bị uh, chậm hoặc là nó không tốt thì chúng ta sẽ dẫn đến những này thì hôm nay đại lý uh, tuấn đức chúng tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn uh, những cái cách để chúng ta vệ, uh, thông cái bồn cầu cho nó không có bị tắt nữa cách đầu tiên đó chính là chúng ta sử dụng nước rửa chén thì khi mà chúng ta sử dụng nước rửa chén và bồn cầu á, thì nó sẽ tạo ra một cái hợp chất giống là bôi trơn cho cái là thành bồn để giúp chất thải nó đi nó dễ dàng hơn à, thường thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại mẫu loại nước rửa chén như đây là cái mẫu nước rửa chén đâu hoặc là nước rửa chén xanh lai cái một chén rửa chén thông dụng thì chúng ta sẽ rót một lượng nước rửa chén vô trong cái lòng bồn cầu này một lượng vừa đủ thôi và sau đó thì chúng ta sẽ ngâm nó và chúng ta có thể chế thêm một số lượng nước nước ít nước nhất định vô thì khi chúng ta chế thì chúng ta sẽ để nó khoảng tầm à, 3 đến 4 phút sau đó chúng ta sẽ gạt xả nước nó để chúng ta giúp chất thải nó sẽ dễ để đi hơn Thông thường thì những cái loại chất à, nước rửa chén này thì nó có rất là thông dụng trong gia đình chúng ta. Chứ chúng ta cũng không nên à, à, tham khảo những cái mẫu quảng cáo như là chúng ta mua những cái chất tẩy bồn cầu ở trên à, à, các trang thương mại điện tử để mà chúng ta mua nó cũng rất là bất tiện. Đó. Cái thứ hai chúng ta sẽ sử dụng một vật trong nhà đó chính là cái móc phơi quần áo. thì cái móc phơi quần áo này chúng ta sẽ bẻ ra thành những cái đường cong và sau đó thì chúng ta sẽ thọt vô trong này để chúng ta đẩy cái chứ có cản ở bên dưới đẩy giấy vệ sinh rồi đi. đó cũng rất là đơn giản. À, cái thứ ba tôi giới thiệu các bạn đó chính là cái cách chúng ta sử dụng chai Coca-Cola 1,5 lít này thì sử dụng cho coca này cái chứ coca này nó có cái tác dụng đó là à, tạo ra những cái hợp chất có ga thì khi mà những hợp chất có ga này thì chúng chúng ta sẽ đẩy chất thải đi nó rất là dễ đó và thường thì những cái chai này thì chúng ta có thể mua ở bên ngoài hoặc là chúng ta có sẵn trong nhà chúng ta rồi đó thì như trong video các bạn sẽ thấy là nó đang đổ à, vào trong này thì sau khi chúng ta đổ thì chúng ta cứ để cho nó khoảng tầm 15 đến 20 phút đó thì chúng ta có thể đổ thêm một chai nữa hoặc là à, chỉ cần một chai thôi là được và sau khi chúng ta đổ xong thì chúng ta sẽ gạt xả nước đó để cho chất thải nó để nó đi một cách dễ dàng hơn đó và chúng ta cũng có thể kết hợp thêm với bột xà phòng đó một số bột xà phòng trong này và chúng ta đổ chung vào đó như thế này thì cũng là một cách để chúng ta thông cái bồn cầu à, cái thứ cái tiếp theo là chúng tôi hướng dẫn đó chính là chúng ta sử dụng à, nước đun sôi thường thì nước đun sôi thì chúng ta cũng không cần phải nước 100 độ C mà chúng ta chỉ cần nước khoảng tầm 70 độ thôi là được đó. chúng ta sẽ đổ nước đun sôi vô trong cái là muỗng khẩu này để giúp cho cái cái vật cản ở bên dưới gọi là à, chất thải bị nghẹt đó. chúng ta nó nó sẽ nóng và nó sẽ hòa tan đi đó. và cách uh, tiếp theo nữa tôi hướng dẫn đó chính là chúng ta sử dụng uh, đá bi thì cái đá bi này thì nó sẽ có cũng sẽ có ở trong nhà của chúng ta trong cái, cái tủ lạnh này sẽ có thì chúng ta sẽ sử dụng đá bi này uh, kết hợp đó các bạn sẽ thấy như trong video này á, là đang sử dụng uh, uh, chúng ta sẽ sử dụng một lượng đá bi chúng ta sẽ đổ vào trong đó. À, sau khi chúng ta đổ vào trong á, thì à, chúng ta sẽ cứ à, gạt nước cho nó à, cứ khoảng tầm à, 2 đến 3 phút chúng ta gạt nước một lần và chúng ta gạt cho đến khi à, cái chất thải nó nước nó sẽ trôi hết và đá nó sẽ trôi hết chỗ trong, trong lòng cầu này họ à, à, chúng ta cứ gạt như vậy ở đây thì cái đá bi này thì chúng ta sẽ lưu ý là chọn những loại đá bi nó nhỏ hoặc là hình vuông hoặc là hình hình tròn những loại đá bi chứ không nên sử dụng đá cục lớn nha các bạn đá cục lớn thì nó không thể đẩy chất thải đi tốt như vậy được và nếu mà những trường hợp này thường thì những cái bồn cầu khi mà nó bị tắt một lần thì nó có thể có khả năng tắt thêm vài lần nữa nên là nếu mà các bạn nếu có nhu cầu mà cảm thấy nó khá là phiền phức trong vấn đề này thì chúng ta có thể rồi chọn đến cái vấn đề là chúng ta sử dụng, mua một cái bồn cầu mới thì ở đại lý Tuấn Đức chúng tôi là đại lý chuyên về sản phẩm thiết bị vệ sinh bồn cầu sen tắm thì nếu các bạn có nhu cầu muốn mua một chiếc bồn cầu mới để thay thế một chiếc bồn cầu chất lượng để không có gặp lại cái vấn đề bồn cầu bị tắt hoặc là bồn cầu các bạn đã bị cũ nên nó vấn đề dẫn đến vấn đề nó bị tắt như vậy thì các bạn hãy liên hệ một số điện thoại hotline hoặc là truy cập website của chúng tôi TDM.VN để các bạn tham khảo lựa chọn cho mình một chiếc cái, một cái mẫu bồn cầu phù hợp đó à, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này à, mong cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể khắc phục được những cái vấn đề à, thông bồn cầu bị tắc ở trong nhà của các bạn cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại.